Xong anh em xin chào tất cả các bác. Em lên sóng tiếp một con máy rửa bát Panasonic TL7 rất là đẹp của các bác nhé. Và những cái thời điểm thời tiết nó nồm ẩm như này mà ở nhà các bác mà có một cái chiếc máy rửa bát mình ăn xong mình rửa xong bằng nước nóng mình sấy khô luôn thì nó rất là sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh. Một chiếc máy rửa bát Nhật rất là tiết kiệm điện, mỗi lần rửa hết nửa số điện và 11 lít nước thôi. Cái chiếc này em để mã số 3 này. Như các bác nhìn trên hình ấy, một con máy cực đẹp luôn nhé. Đấy, con này cực đẹp luôn. Các bác nhìn hai bên đầu hồi. Đấy, hai bên đầu hồi rất đẹp nhé. Mặt trước đẹp. Đấy, mọi thứ em đã làm rất là sạch đẹp rồi. Đấy, rất là đẹp luôn. Một con máy phải nói là mỹ mãn. Năm sản xuất 2014 các bác nhé. Đấy. Series máy 01486 TL7. Một con máy phải nói là rất đẹp. TL7 Panasonic. Điều khiển các thứ công nghệ Eco Navi, thời gian sấy, chế độ rửa tiêu chuẩn với nước nóng 80 độ C. Các đèn báo chương trình rửa. Còn này nội thất răng chỉ rất là đẹp các bạn này, sạch sẽ nhé. Đây. Nói chung là một con máy TL7 hiếm có đấy. Đấy. Bác nào đang có nhu cầu mua một con máy đẹp thì các bác lấy con này nhé. Con này quá đẹp luôn. Em về rất là nhiều TL7 thì nói chung là mình dọn dẹp sạch đẹp, phục vụ các bác. Con nào đẹp nhất thì em cứ lên sóng phục vụ các bác luôn. Một con TL7 xuất sắc. Cái chiếc này thì em bán là 4.8 triệu, bảo hành 12 tháng, giá chưa phí vận chuyển, chưa biến áp. Các bác lưu ý là máy rửa bát Nhật, hàng nội địa, nó sử dụng điện 100V, cho nên là khi mà các bác dùng thì các bác phải cắm qua một cái biến áp nhé. Biến áp em bán 1.500W, nó là 500.000. Con đẹp xuất sắc luôn. Chào các bác nhé.